Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo viết về người lính đảo. Thưa quý vị, thưa các bạn, nói về người lính đảo thì bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều dâng trào những nỗi niềm xúc động. Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ luôn luôn là hình tượng đẹp nhất của bất cứ loại hình nghệ thuật nào. Và hình ảnh những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc càng lung linh hơn biết bao. Vượt lên trên tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi của mình, những chiến sĩ đang chắc tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, mang trên vai trọng trách lớn lao để đất liền một giải thanh bình. Và những chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi cũng là chủ đề đẹp của nhiều loại hình nghệ thuật. Trong đó, những làn điệu chèo đắm thắm đầy ắp tình yêu nơi quê nhà cũng dành những giai điệu đẹp nhất để ngợi ca những người con ưu tú ấy. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục chọn lọc với chủ đề viết về người lính đảo. Chúng tôi chiến sĩ đảo xa, giữ cho đất nước nở hoa bốn mùa, nâng niu một đóa san hô, nhớ máu ai đã đổ điểm tô màu cờ. Tay đàn, tay súng với trang thư, âm vang sóng biển ngỡ tiếng mẹ đò đưa du hời. Chẳng quản ni gió sương nghi, giữ vững miền biên cương. Chẳng nghi quản gió sương nghi, chút tình hậu phương nhắn ni gửi. À ơi à, mà để nhớ thương thời khắc ghi trong lòng người lính thân ni yêu. Giữa biển khơi sóng gió muôn ni trùng, lời thề son sắt không nghĩ phai. Ơi trời quê hương, quyết giữ cho đất nước ca khúc khải hoàn, rộn ràng câu hát ngân ni vang. Ơi dần hai âu bộ canh, à ơi à, mà thời bóng hình ấm như tình quân dân. Giữa ơi muôn sóng xanh, tay súng anh sẵn sàng vui cùng sóng nước mênh mang. Ơi đón
xuân sang, cây súng với cây đàn đêm ngày vẫn cất cao lời ca Quý thính giả vừa nghe bài Vinh Quang Lính Đảo, lời của soạn giả Đinh Xuân Hội, viết theo điệu Đò Đưa, nghệ sĩ Chu Cường và Tốp Ca trình bày. Sau đây, nghệ sĩ Trúc Mai sẽ hát tiếp bài Trái Tim Người Lính Đảo do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời theo điệu Du Xuân. Thưa quý vị, thưa các bạn,
Có thể nói, khi ra thăm đảo Trường Sa, một hình ảnh rất đỗi quen thuộc và được coi là biểu tượng của đảo đó là cây phong ba. Dù cho bão táp phong ba, thiên nhiên khắc nghiệt, thì cây phong ba vẫn luôn kiên cường với sức sống mãnh liệt, góp phần che chắn cho cuộc sống của đảo. Và những chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam cũng được các soạn giả chèo ví như những cây phong ba trên đảo, một tấc không đi, một ly không rời. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe bài Cây phong ba trên đảo Sơn Ca do soạn giả Nguyễn Xuân Thấp viết lời, nghệ sĩ Đăng Kiên hát theo điệu Đường Trường Thu Không. Anh đứng đây nơi tiền tiêu sóng gió, lắng nghe từng hơi thở đại dương, gửi vào câu hát vấn vương Trường Sa hai tiếng thân thương mặn nồng. Cây phong ba trước nghiêu biển, bão táp mưa xa vẫn xanh trên đảo nhỏ, cùng anh lính trẻ thách thức trong gian lao. Đây Sơn Ca trên đất trông từng con sóng mong cánh chim trời, hứng từng giọt sương sương rơi trên vòm lá, bát nước chia đều thư nhà truyền tay, ngóng trông về đất liền yêu dấu bao thương nhớ người lính nơi xa. Lòng phiến dưới ánh sao trời, tiếng đại dương chung vui câu hát, tiếng hát tiếng cười dưới ngàn trùng khơi, những con người kiên cường lũy thép ra xa ám nắng, lòng vẫn yêu đời. Không xa đâu ơi anh lính đào Trường Sa, có tình đất nước đầy tiếng mẹ hiền vẫn cùng anh sắt son như bóng, rất đỗi tự hào lính đảo tiền tiêu khúc
tâm tình tặng người chiến sĩ đang cầm súng gìn giữ quê hương, gìn giữ quê hương. Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp bài Gửi tới đảo xa, lời của soạn giả Nguyễn Cao Lợi, viết lời theo điệu Luyện Năm Cung, nghệ sĩ ưu tú Phương Mây thể hiện. Tiếp theo chúng ta cùng nghe bài Nhớ đảo xa, lời của soạn giả Nguyễn Quang Cảnh, viết lời theo điệu Tò Vò, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày.
em hằng là quý vị, thưa các bạn, nói đến những tiết mục viết về các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ cao cả nơi đầu sóng ngọn gió, giữ yên bờ cõi để nhân dân có được cuộc sống bình yên, chúng ta không thể không nói đến tiết mục được nhiều thính giả yêu mến, bài hát từ Vọng Gác Tiền Tiêu, lời của soạn giả Triệu Đa, do nghệ sĩ Xuân Tươi, nguyên diễn viên của đoàn chèo Vĩnh Phú, nay là đoàn nghệ thuật chèo Phú Thọ trình bày theo điệu Chinh Phụ. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục này. Xuân về biên giới tưởng tới quê nhà, non hùng lộng gió dáng đứng ông cha, mấy độ xuân sang ban nở trăng nghi vắng tiếng mẹ ru, xoan ghẹo thiết tha phải chăng nghi tiếng dậy hồn non nước nghi vang vọng Tiền Tiêu nhắn nhủ con sai súng chắc vòng tay không rời nửa bước nghi rừng núi
mưa nắng hay đêm giông luôn canh giữ yên núi rừng đất vua hồng từ ngàn năm cho em thơ yên giấc ngủ say. Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo viết về người lính đảo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo viết về sức sống tuổi trẻ Việt Nam. Quý vị, thưa các bạn, trong suốt gần một thế kỷ qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên bao chiến công hiển hách cùng dân tộc. Tuổi trẻ Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong các cuộc trường kỳ cứu quốc và xây dựng phát triển đất nước. Nói đến tuổi trẻ là nói đến sức sống, nói đến sự xung kích trong mọi hành động. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Và đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Tuổi trẻ chính là mùa xuân, là tương lai của đất nước. Cũng chính từ những bàn tay, khối óc lao động hăng say, những trái tim rực lửa đã góp phần kiến thiết, xây dựng đất nước ngày càng to đẹp, đàng hoàng hơn trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe bài Sức sống tuổi xuân, lời của soạn giả Hoàng Tường, viết theo điệu sử truyện, nghệ sĩ Quý Đông và Túc Nữ trình bày. Dạt dào sức sống tuổi xuân, sáng ngời ý chí quân dân trung lòng, biên cương hải đảo ruộng đồng, tình nhà nghĩa nước mặt nồng khắc sâu. Bão giông sóng xô đâu nản lòng, lên đường tiếc bước cha ông, giữ non đi sông niềm tin ta khắc cốt, sánh vai người ân dồn sức nơi bão hùng vun đúc, chí kiên đi chung đi hát vang khúc sức
sống thanh xuân. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe bài Càng đẹp tuổi xuân do soạn giả Công Sáu viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốt Nữ cùng trình bày. Ve ngân cánh phượng răng đầy, bâng khuâng chạy nhớ lại ngày năm xưa. Nhớ sao buổi ấy tràn đi hoài nắng nghĩ đẹp mỉa này đất nước dành nghĩ về đọc nghỉ lắm mì sáng nghĩ vầng nghỉ gương nghĩ nguyệt nì năm tháng ấy nghĩ đạt ngày thank you.
cõi xuân hoa nở nghĩ thế mi say ước nghĩ ao sức nghĩ sống nghĩ dân nghĩ chào giạt nề ra hồi chẳng nghe với giữ đứng non nguyện ngày tháng nghĩ không nghĩ lời pháo vương canh giữ biển trời đoàn đi cha Thưa quý vị, thưa các bạn, cho đến lúc đi xa, trong di chúc, ngay sau khi nói về Đảng, Bác Hồ đã nói về đoàn viên thanh niên. Người ghi nhận, đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Người yêu thương căn dặn nhắc nhở thanh niên phải trở thành những người vừa hồng vừa chuyên, thừa kế sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Làm theo lời Bác, thanh niên trên cả nước đã cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, các thế hệ thanh niên đoàn viên ngày nay đã luôn trân trọng lịch sử, biết ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh cống hiến để tuổi trẻ ngày nay có được cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng cảm nhận sự đoàn kết của tuổi trẻ ngày nay cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua ca cảnh chèo Tuổi trẻ ngày xuân, lời của soạn giả Đào Nguyên do Tốp Nam Nữ trình bày. Yeah.
Các bạn ơi, trước khí thế chống dòng cờ mở, vui công trình tuổi trẻ ngày xuân, nhắm bạn xa đang đi giữa hàng quân, gửi các bạn xa gần nơi biên giới, cũng để thi trai tài gái giỏi, đưa công trình thắng lợi càng nhanh, hẹn cùng nhau chung ý chung tình. Tôi xin có đôi lời tâm sự. À, quá. Dạ, đã vui đất đào thêm khỏe, tâm sự chung hay tâm sự riêng nào? Nghe tiếng chim gọi bạn sơn đi sao, tâm sự cũng nao nao mà khó tả nghi. Mượn câu đố gợi khơi trí tuệ, ai giảng hay có quà quý chúc mừng. Được rồi, cứ đố đi. Ngày xuân én liệng từng bừng, đố ai tách bạch gió từng lứa đôi. Xài đôi cánh chi rảnh rỗi, phải cậy nhờ sự thông thái của chi đoàn trưởng mất thôi. Chẳng thông thái nhưng các bạn đã tin yêu, cũng xin giảng cho vui, để ai đó khỏi coi thường phai đẹp. Tình ý thật đậm đà tha thiết, gợi niềm tin sâu sắc xiết nhủ câu nghĩa nặng ân sâu, vì nghĩa lớn cùng nhau thời tiên bước. Đúng không nào? Chưa đúng. Thế thôi, chứ có gì sâu sắc, giảng đúng rồi, quà quý chúc mừng đi. Bạn hãy dừng tay đã. Lại đây xem vật lạ các bạn ơi. Có vật lạ thật rồi. Lại cả đây các bạn. Lạ quá. Ừ, lạ thật. Một bè gỗ chìm sâu rất lớn, tận đáy dòng mương cạn ven đường. Rõ ràng đây hiện tượng khác thường, dưới bè gỗ hẳn còn nhiều vật khác. Đúng đấy, giữa vùng đất ngàn năm văn vật, bao chiến công oanh liệt chống giặc thù, phát hiện ra di tích tự ngày xưa, vinh dự lớn cho công trình tuổi trẻ. Các bạn ạ, theo tôi cứ đào lên coi thử, xem dưới sâu còn gì lạ nữa không? Đúng đấy, cứ đào lên các bạn ạ. Khoan! Vật khác thường tận mắt ta trông, nhưng muốn hiểu sâu nông đâu phải dễ. Sao vậy mới được chứ? Non sông yêu quý chiến lũy oai hùng,
trải bao thế hệ bền bỉ hiếu chung, bao nhiêu sự tích ngàn xưa ấy đâu dễ tận tưởng thỏa ước mong. Mới lạ vô cùng ơi, ngắm ngắm mà xem nó mới lạ vô cùng. Một khoảng trời cùng núi sông ẩn hiện ơi ơi, mà hiện dưới dòng nước xanh ơi, tựa hồ như một bức nghệ tranh. Thời như ơi một bức tranh ơi, nghĩ tựa hồ thời như một bức tranh, có cả đoàn quân gươm dao ơi ơi, mà để quốc mai đắp xây lũy thành ơi, dưới rừng cây cảnh này ai biết cho hay. Ừ, lạ thật, nhưng chẳng lẽ cứ để bè gỗ này nằm đây yên nghỉ ngăn công trình tuổi trẻ ở đây sao? Không đâu, ta chuyển sang quãng khác đắp đào và báo gấp lên cấp trên được biết. Đẹp lết ý, đẹp ý người, gái trai, trai gái quê ta. Đẹp lết ý, đẹp ý người, phơi phới tuổi xuân tràn đầy sức sống. Đổi mới đất này ngày một khác xưa thực đây rồi, nào phải trong mơ. Ơ kìa bác Kính, chào bác à. Chào tất cả các cháu. Bận công tác bác ít về quê, nay bỗng dưng bác về có việc gì hay về thăm và tặng quà cho công trình tuổi trẻ đấy ạ? Các cháu có làm nhanh làm khỏe chứ, nếu giải lao tràn sao xứng để tặng quà. Dạ thưa bác ạ, chúng cháu đang làm thì gặp hiện tượng bất ngờ, đang bàn bạc và chờ giải quyết đấy ạ. Sao, có chuyện gì, có hiện tượng gì bất ngờ cháu? Đây ạ, chúng cháu đang đào đắp tới đoạn này thì gặp bè gỗ khá to. Người thì bảo là di tích tự ngày xưa, kẻ thì bảo cội gốc gì ngáng trở. Thế hả? Cháu nào cho di tích tự ngày xưa là đúng đó. Vì ai chứ bác thì rất rõ con đường cũng như bè gỗ ở chỗ này. Cho nên khác mọi lần thăm quê quán trước đây, nay bỗng thấy bồi hồi xúc động. Bồi hồi nhớ lại thuở đôi mươi, một sớm non sông đã cờ đỏ rực hồng trên thôn xóm. Có
con đường mới đắp đất còn tươi. Nước mắt tuôn rơi thay nụ cười dạ. Lại kiếp người đầm ấm vui để nay núi rộng để cho ta núi rộng sông đi dài thế ra con đường này có từ ngày cách mạng tháng 8 thành công. Phải phải, từ đó trải bao mùa chống Pháp, cùng nắng mưa bão lụt, đường trở nên cao thấp gập ghềnh. Thế rồi khi giặc Mỹ leo thang đánh phá quê mình, dân ta cùng pháo binh đem cột lim, cánh cửa lim lót đường đưa pháo vào trận địa. Đó, bè gỗ kia cùng xương máu dân ta đã góp phần thắng Mỹ. Thì di vật này tuy nhỏ nhưng đáng tôn đáng quý đúng không? Vâng ạ. Thưa bác, chúng cháu vừa nhắc nhủ nhau, ta luôn vui kiêu hãnh. Với đất nước nổi thuyền vượt sóng trùng dương. Không chỉ riêng người lái vững vàng mà tuổi trẻ phải đẩy chèo theo đúng hướng. À, có đúng không các cháu? Dạ đúng ạ. À. Thế là các cháu đã làm cho bác thêm tin tưởng. Thôi, các cháu hãy tiếp tục công trình. Bác về quê có chút việc riêng. Ấy, bác chưa trao tặng gì cho công trình tuổi trẻ quê hương. Nhân dịp về dự thành hôn của cô con gái út, bác có mời ông thợ ảnh về giúp việc. Bác đề nghị chụp một kiểu các cháu đang tôn cao dọc con đường đổi mới quê ta, rồi gửi lên đăng báo để nêu gương cho các bạn gần xa. Vì sao nào? Chỉ mong các bác đánh giá sao cho đúng chúng cháu thôi bác ạ. Chỉ mong là bác đánh giá sao cho đúng các cháu thôi à. Các cháu đã nói thế, bác lại phải nói thêm.
Công cuộc đổi mới hôm nay trên khắp mọi miền, thắng lợi nhiều hay ít, trách nhiệm lớn là thuộc về các cháu đấy. Bác nói đúng à, nhưng bác ơi, trong lẽ sống khó tìm ra khuôn mẫu, tuổi trẻ hôm nay huyên náo lạ thường. Nhưng vẫn tin yêu vun đắp một con đường, Đảng đã chọn và định phương vạch hướng. Hay, hay lắm, hay lắm. Sáng niên đi xa về chân trời, về đường, đường xuân. Một số tiết mục hát chèo viết về sức sống tuổi trẻ Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.